Xin chào mừng quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với chuỗi chương trình Nhân văn xin chào của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm cung cấp những thông tin chính xác nhất và đầy đủ nhất về các ngành đang được đào tạo tại trường. Qua đó, nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh trên con đường lựa chọn ngành học của mình. Và ban tổ chức cũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành và tài trợ của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ngành đào tạo Nhật Bản học và ban tổ chức đã mời đến đây những vị khách mời để cùng chúng tôi chia sẻ và thảo luận về ngành học này. Và trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Vũ Kỳ, giảng viên đại diện khoa Nhật Bản học. Đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý phụ huynh và tất cả các em học sinh đang theo dõi chương trình Nhân văn xin chào. Và bên cạnh Thạc sĩ Nguyễn Vũ Kỳ là bạn Phan Văn Khải, hiện đang là sinh viên năm thứ tư của ngành đào tạo Nhật Bản học hệ chất lượng cao. Em xin gửi lời chào đến quý phụ huynh và các bạn học sinh đang theo dõi chương trình Nhân văn xin chào. Thì thưa thầy Nguyễn Vũ Kỳ, trong những năm trở lại đây, có vẻ cái xu hướng mà các bạn lựa chọn ngành học, đặc biệt là ngành Nhật Bản học tăng cao, thì thầy có thể đưa ra lý do vì sao cho cái sự lựa chọn này không ạ? Thì hiện nay đặt trong cái bối cảnh là cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sâu rộng giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam thì đang được đánh giá là tốt đẹp nhất từ trước đến nay, thì cái làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như các dự án của Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung thì đang tăng cao. Cái thứ hai là xuất phát từ nhu cầu phía Nhật Bản, đó là những cái lực lượng lao động người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản để đáp ứng cái nguồn lực tại Nhật Bản khi họ đang thiếu lực lượng lao động trong cái bối cảnh dân số già. Cái thứ ba là bên cạnh đó tôi muốn nhấn mạnh đó là cái mối quan tâm của các bạn trẻ như là các em học sinh đối với đất nước, tính cách con người Nhật Bản, về văn hóa Nhật Bản, thì cộng với cái niềm đam mê ngoại ngữ thì hai cái yếu tố đó kết hợp với nhau để tạo nên một cái ngành học mà tôi cho rằng là có thể nói là cái mối quan tâm của rất nhiều các em học sinh cũng như là các bậc phụ huynh hiện nay. Thầy có thể chia sẻ thêm một chút xíu về những cái đặc trưng hay có thể gọi cách khác là những cái ưu thế và lợi thế của ngành đào tạo Nhật Bản học của Trường Xã hội Nhân văn so với các cơ sở đào tạo khác hay không ạ? Thì ngay cả trong cái tên gọi thì nó đã thể hiện cái tính chất, cái đặc trưng của ngành học rồi, đó là Nhật Bản học. Thì cái chữ học ở đây tức là không chỉ đơn thuần là ngoại ngữ, đó là đất nước học. Tức là bên cạnh ngoại ngữ thì các em khi học ngành Nhật Bản học sẽ được học tất cả những cái môn về khu vực học và những cái môn liên quan trực tiếp đến đất nước Nhật Bản như là kinh tế Nhật Bản, chính trị Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, quan hệ Nhật Việt, chính sách đối ngoại Nhật Bản, vân vân. Đó là cái đặc trưng của ngành Nhật Bản học. Dạ, cảm ơn thầy Kỳ. Thì với 4 năm thanh xuân của em trải qua cái chương trình đào tạo tại ngành, tại khoa, thì em cảm nhận như thế nào về chương trình đào tạo của mình? Thưa chị, thì sau khi đã học hết 4 năm em cảm nhận được cái chương trình đào tạo này rất là thú vị, rất là hay. Và đến hiện tại thì chúng em có thể đạt được trình độ Nhật ngữ cao cấp, Nhật ngữ N1 trong hệ thống Nhật ngữ. Và bên cạnh đó thì kiến thức về đất nước học cũng như lịch sử, văn hóa hay chính trị thì tụi em được trang bị rất là nhiều. Và sau này khi nếu như khi đi làm việc hay khi đi giao lưu với các bạn ở Nhật Bản thì chúng em có thể tự tin và giao tiếp với các bạn, trao đổi với các bạn về những vấn đề như vậy. Khi các bạn đã hoàn thành 4 năm ra trường thì các bạn có thể đảm nhiệm những vị trí công tác nào? Thưa quý vị phụ huynh và các học sinh, chính vì được đào tạo tiếng Nhật với cái thời lượng lớn và các cái môn học đa dạng về đất nước học như vậy nên khi các em sinh viên tốt nghiệp ra trường có cái cơ hội làm việc rất là nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Tất nhiên là những cái công việc liên quan tới tiếng Nhật có thể kể ra đây, như là các em có thể làm việc trong các cái cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật Bản tại Việt Nam, như là lãnh tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam, hay là đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, sở ngoại vụ, hay là tổ chức phi chính phủ, các cái dự án, các cái văn phòng đại diện mà có sử dụng tiếng Nhật. Thứ ba là cái công việc các em hay làm nhất, đó là cái công việc biên phiên dịch. Kế tiếp nữa là các em có thể đi dạy trong các cái cơ sở đào tạo tiếng Nhật, các cái trung tâm Nhật ngữ hay trường Nhật ngữ. Và sâu hơn nữa thì các em có thể học tập và nghiên cứu sâu hơn Nhật Bản như chúng tôi đây. Xuất phát cái nhu cầu đang tăng cao về phía Nhật Bản, họ đang có cái nhu cầu về nguồn lực lao động nước ngoài biết tiếng Nhật chất lượng cao làm việc tại Nhật Bản, cho nên mở ra một cái cơ hội cho các em làm việc không chỉ tại Việt Nam mà còn tại Nhật Bản, làm cái công việc liên quan và có sử dụng tiếng Nhật.
với góc nhìn là một em sinh viên, một bạn sinh viên, em đã từng trải nghiệm những cái hoạt động của trường, thì em có thể chia sẻ một chút xíu về cái cảm nhận của em về các hoạt động của khoa cũng như là của trường dành cho lứa tuổi của các bạn. Dạ, thưa chị, là trong những năm em học tại khoa và tại trường thì bản thân khoa và bản thân trường cũng có tổ chức nhiều rất là nhiều các hoạt động dành cho sinh viên. Bản thân khoa của em thì tổ chức những chương trình như là Speech Contest dành cho việc hùng biện tiếng Nhật, hay là hội trại truyền thống dành cho các bạn đi cắm trại, đi tham quan cắm trại, hay là lớn nhất là lễ hội tháng 5 về lễ hội văn hóa của khoa truyền thống khoa Nhật Bản. Trường cũng có rất là nhiều hoạt động và sự kiện, thì ở sảnh D hoặc là ở trường ở cơ sở Thủ Đức thì có những buổi giao lưu sinh viên hay là những chương trình văn nghệ, văn hóa, văn nghệ thì tạo điều kiện cho tụi em được giải tỏa những căng thẳng sau những giờ học. Trong cái lĩnh vực học đại học á, rất là nhiều bạn quan tâm đến việc là em có được nhận các học bổng hay không, em có được đi du học hay không, thì về vấn đề này thì Kỳ có thể chia sẻ với bạn. Em sẽ có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường nếu có kết quả học tập tốt theo từng học kỳ, và bên cạnh đó thì còn các học bổng của các doanh nghiệp, những cái cơ quan, những cái mạnh thường quân bên ngoài tài trợ cho trường, thì các em sinh viên nhập đại học cũng có thể nhận được những học bổng đó. Bên cạnh đó thì các em cũng có cơ hội nhận được những cái nguồn học bổng khác đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản, là ưu tiên cho những đối tượng là sinh viên đang theo học ngành Nhật Bản học. Ví dụ như có thể kể tên đó là học bổng của công ty Aeon, công ty ngân hàng Tokyo Mitsubishi, và hay là quỹ học bổng Toshiba. Đó là những học bổng về mặt tiền mặt. Hàng năm thì các trường bên Nhật sẽ có những cái chương trình trao đổi hợp tác với trường Nhân Văn, thì theo thỏa thuận giữa hai trường các em có thể sẽ được đi du học tại Nhật Bản để trải nghiệm về ngôn ngữ và văn hóa tại Nhật Bản trong thời gian 6 tháng đến 1 năm. Và trong thời gian đó thì các em sẽ được miễn học phí theo cái thỏa thuận ký kết giữa hai trường. Thì thầy đánh giá như thế nào về các yêu cầu, các tố chất cần có của một sinh viên, cụ thể hơn là sinh viên ngành Nhật Bản học, nếu muốn sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể hoạt động tốt trong môi trường nghề nghiệp đó? Yếu tố đầu tiên cần phải có đó là sự đam mê. Thì cái sự đam mê ở đây thì nó có thể là có nhiều cấp độ, có thể là quan tâm, có thể là yêu thích, nhưng mà cũng có thể là một cái đam mê một cách sâu sắc, là xuất phát từ cái nhu cầu thực tiễn của xã hội cũng như là các doanh nghiệp tuyển dụng, đó là đòi hỏi những cái sinh viên ra trường là cần phải toàn diện. Toàn diện ở đây tức là toàn diện không chỉ ở mặt kiến thức mà còn ở kỹ năng và thái độ. Tôi tin rằng là với cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam cũng như là thẩm thấu những cái tính cách văn hóa của con người Nhật Bản trong văn hóa Nhật Bản mà các em khi được học tại trường, cộng với một cái sự kiên trì, một cái nỗ lực siêng năng, cầu thị, lễ độ trong cái quá trình học tập tại trường, thì tôi nghĩ rằng thì khi không chỉ quá trình học tập mà sau này khi các em bước vào công việc hay ra xã hội thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và bạn Phan Văn Khải cũng chính là một trong những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Và trước khi em chuẩn bị bước chân vào một cái giai đoạn mới của cuộc đời của mình á, em có chia sẻ gì hoặc là một cái kinh nghiệm gì hay là một cái lời khuyên gì cho các bạn học sinh đang chuẩn bị trở thành tân sinh viên của ngành Nhật Bản không? Trong 4 năm đại học thì các bạn hãy tận dụng hết những thời gian các bạn có thể học. Ai cũng nói tiếng Nhật khó, nhưng mà nó không khó khi bạn thực sự yêu thích và thực sự có đam mê với nó. Kính thưa quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh thân mến, thông qua những chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ Nguyễn Vũ Kỳ và bạn Phan Văn Khải, chúng ta cũng đã phần nào tìm hiểu và hiểu rõ hơn những cái thông tin tổng quan nhất về ngành đào tạo Nhật Bản học của trường Xã hội Nhân Văn. Và ban tổ chức cũng trân trọng cảm ơn sự hiện diện đến đây của thạc sĩ Nguyễn Vũ Kỳ và bạn Phan Văn Khải để dành thời gian đến đây và chia sẻ với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã dành thời gian theo dõi chương trình. Nếu có bất kỳ một thắc mắc gì, quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể liên hệ qua fanpage của trường hoặc qua số điện thoại hotline 0868223237 hoặc 0283-8235-899. Xin chào và hẹn gặp lại.